Thịt không à? Ngon ghê luôn á. Ngon quá à. Hấp dẫn nha. Chảy nước miếng. Đầu tiên á. Chú sẽ chặt nha cho mình một trái dừa. Dừa đây là dừa công à, dừa Hòn Sơn luôn nha các bạn. Dạ dừa Hòn Sơn. Uống thử dừa Hòn Sơn coi nó có khác dừa Bến Tre không. Còn ở Bến Tre hả? Dạ. Còn ở Bến Tre. Ở Bến Tre ở quận nào? Dạ con ở Mỏ Cày Bắc. Mỏ Cày à? Dạ tầm dừa không à. Cày dừa dữ lắm mà. Dạ dừa dữ lắm. Đi đâu cũng thèm mình ra mình ăn tối nha các bạn. Bên tối thì ăn đồ nước xong mà không có lẩu. Không có ăn giống như hồi trưa không có ăn cơm. Còn cái con hồi sáng hồi trưa rồi con của mình đang nướng cái này. Ừ. Dạ. Còn cái con hồi trưa đâu rồi. Đây mình làm gì ăn cái này về chắc anh cũng nướng quá cái này nướng ha anh cái này mình làm gì ăn này anh người ta cạy sẵn rồi các bạn. Ừ. Ủa chị ba con hàu nó mập ghê luôn chị ba. Ừ. Đúng không? Thì anh mới ăn kìa, anh mới bỏ miệng anh á. Anh không có chấm gì hả? Mặn hả? Ăn chị ba cho ba thử đi. Cho chú em thử được không? Xin mời các bạn nha. Mặn hỏi chấm gì vậy? Mặn trong hình nó mặn giống như chấm nước tương nữa. Sao mình ra vậy? À. Em muốn ngoài chợ hả? Muốn dưới chợ ở trên kia nó bán 80 ngàn. 80 ngàn.
anh này, anh mua ngoài chợ hồi nãy là anh mua 60. Thì chiều mình cũng hỏi 60. Xin mời cả nhà ăn tối với mấy chị em mình nha. Đây là nhum nướng trứng cút. Đây là cơm chiên. À, tôm nướng muối ớt. Dẫn ghê luôn. Mực nướng muối ớt. À, cá này là cá cá quịch, cá quịch nướng mọi. Anh cho mình mấy chén nước chấm nè. Này có nước nước tương tỏi ớt. À, mè nước tương đó là như cái này là giống như muối không? Muối đỏ, muối đỏ. Muối xanh, muối đỏ. Mời cả nhà. Tấu. Rau mực. Xin mời cả nhà nha. Tôi chồng à, ngon. Ngon vậy. Thôi nó cái gạo dơ thì chiên cơm ăn ngon. Nó thơm. Xin mời các bạn. Ngon. Ai như kiểu mà nhà xiên vậy, ngon. Vô làm sẵn ăn gì cũng ngon. Mình ra đây mình ăn mình sung sướng lắm luôn bạn. Wow, anh chị á làm sớm. Tôm đít này hấp hả anh? Dẫn. À, cái mình coi nè, tôm đít bự lắm á. Ra đây á hả anh chị làm xong rồi cái kêu lại gõ cửa mời ra ăn cơm dân tận miệng không à, sung sướng lắm luôn á, không có cần đi kiếm đồ ăn gì hết trơn á. Thịt cho mấy ngàn đi cho chị chụp sáng thì thôi chị chụp sẵn được à. Đang ăn thử cơm thì nha, mời các bạn nha. Không có cần đi đâu kiếm họ ăn hải sản tươi sống luôn. Xin mời các bạn. Ăn tự nhiên miếng ngon thiệt, ngon tự nhiên ngon. Hồi trưa ăn cơm cũng giống nhà đó. Ăn cơm thì giống cơm nhà, còn ăn này thì giống hơn người quán. Hồi nãy á mình tính đem mấy con chim chép á bắt ở ngoài biển đem vô cho nói anh luộc hấp giùm mình nè, mà anh chị nói là cái con đó chưa ăn được, phải ngâm nước muối nửa ngày, ngâm nước biển nửa ngày mới ăn.
mình nó mới hát kép. Em nhắm rồi. Đâu có đã. Cống xanh. Cô nói con ăn mệt lắm chị. Nhưng mà thịt ít lắm. Mà nó không bự nữa. Như đó à. Cống to thì mình chịu quên nữa. Mà chung mình có nhỏ nhỏ mình ăn mình rễ á. Nhưng mà cái đó là con ốc nó cầm đầu. Em thấy cái con này giống cái con ở ở Hà Tiên. Người ta làm mắm cái con này nè. Nó như mà chung á. Có quệt nướng, cái nội, mời các bạn nha. Mình ăn không, mình không có tránh gì. Nó ngọt không? Nó dẻ mà nó ngọt. Mời các bạn. Em cũng thấy cái gì đâu. Nhưng hình như là chế mắm ạ. Mắm cá quệt này nướng ăn giống như con cá trên biển nướng nè. Mời các bạn nha. Đây trứng của nhân nè. Nhân này bắt ở đây luôn các bạn. À, nhâm không mà chứ, nhâm với mỡ hành chứ không phải nướng trứng cút. Nhâm nướng không ngon. Chị biết không? Cảm giác giống như cái trứng chín nữa. Cái trứng chín, cái trứng ăn mấy nhiều mềm hơn. Dạ, dạ em sống được. Ăn kỹ như em cảm giác ăn cái nhâm nướng nó giống như là ăn con sống, ăn cái trứng nhâm sống nè. Nó không có giống vậy. Cái này là cái này chín luôn á. Cái này ăn ăn ngon. Cái chín vậy ăn ngon. Hàng chi. Lúc đó em ăn xong từ đó trở sau không ăn nữa. Em chơi á, em nghĩ là nó nói như dở vậy. Thì bạn giờ mới biết rồi, nướng như vậy ăn cũng ngon rồi. Ngâm chín uống. Ngâm rượu hay gì? Ngâm nguyên con hay ngâm cái trứng? Ngâm cái trứng á. Trứng này. Mời các bạn nha. Con tâm thức cái đầu đây hả chị? Em gặp lên gặp lên cái bắt lại.
Thích không à? Ngon ghê luôn á. Ngon quá à. Hấp dẫn nha. Chảy nước miếng. Ưu tiên á. Như cái đít nó là cái gạch không chị? Nó đuôi nó là gạch. Nó có cái gạch nó là cái lưng. Cái mặt gạch đó là nó nguyên con, nó nằm cái lưng. Tươi lắm luôn các bạn. Cái con này là con hào, con hào đỏ với con sò gì mình quên rồi, với con hào đỏ nè. Hồi nãy đi chơi dọc đường mua các bạn nhớ không, thì chị hấp vừa giùm cho mình luôn rồi nè. Ai vậy để mình ăn thử cái con này đây, cái con này giống như con cánh bượm ở Chợ Lách. Ăn xong nha. Cái thịt nó lạ đó, thịt nó giòn, giòn, cái giòn lạ lắm. Để em thử con hào, nó hào đỏ, nhìn nó giống như con sò đẹp vậy. Nhưng mà người ta kêu bằng hào chứ ta không kêu sò đẹp. Để mình ăn thử đi, ăn sống nó ngon nè. Mời cái chị bán nè. Cái chị bán cái con này nó ngon. Ăn giống sò đẹp á, không giống hào, ai y như sò đẹp á, mà nó ngọt, nó ngọt lắm, nó là nó sống ở biển thì mà nó ngọt hơn con, nó ngọt hơn sò đẹp, nó ngọt cái kiểu mà giống như sống nước ngọt vậy á, ngon hả chị? Vậy là mua hai con này thì mua đúng nè. Ừ, có loại này nữa nè, đây là loại này mình không biết cái con gì. Ăn thử nha. Cái thịt nó, cái còi nó thì cũng tự tự với nhau. Cũng ngon, cũng giòn, cũng ngon. Giống, cũng giống, giống như sò đẹp nha. Mà con này ngon. Dạ. Con sò đỏ nè, đỏ gì? Hào đỏ này là ngon nhất nè các bạn. Các bạn có ra đây ăn thử cái con này nha. Có ra đây thì ăn thử con này. Dạ, bảy tám chục ngàn. Dễ thì thôi, cũng nhớ. Mời các bạn nha. Anh ơi, thật đẹp mà ngọt. Ăn hết mấy nãy chị, còn cái lỡ mà có no cơm để dành được. Mực tươi lắm. Chị thấy cái mực nó ngon. Tổng da thì nó ngon hơn. Nó ngon thấy cái mực.